Lúc đầu mình nghĩ chắc chỉ có bố mẹ mình thôi, nhưng mà khi mà thấy mọi người thì mình cảm thấy rất là vui, và mọi người đều khen mình là bắt đầu có vòng eo rồi. Về đến cổng thì mình còn bất ngờ hơn. Ôi, mình cứ nghĩ là nhà mình có đám cưới. Thấy bố đang cắm hoa, chị dâu thì đang xếp bánh gato. Mình cứ không nghĩ mọi người đã tổ chức sinh nhật cho mình một cách hoành tráng như thế. Bố đã tạo cho mình một trò chơi. Mình sẽ bị bịt mắt và mình sẽ bắt tay những người thân của mình. Đến khi cái bàn tay thứ 5 siết chặt vào bàn tay mình thì cái cảm giác quen thuộc bắt đầu lại trở về. Lâm thì phải. Trong đêm diễn gala này, có lẽ là đây là lần cuối cùng mà mình và Lâm có duyên đứng trên sân khấu. Sau này, dù chúng mình không được tập bài cùng nhau nữa, mình hy vọng là Lâm luôn là người bạn tốt với mình. Mình hy vọng là khán giả sẽ ủng hộ bình chọn cho mình nhé.